Chị trước đó thì cũng 2 mí, nhưng mà sau này là bắt đầu da dư nó trùng xuống dưới mí mắt của chị á, che đi phức tầm nhìn của chị, nhưng mà thấy già đi. Chị Mai ơi, em lướt TikTok em gặp chị, là chị truyền cảm hứng cho em, chị chia sẻ cuộc sống và cách làm đẹp của chị. Nhờ chị truyền cảm hứng em mới tự tin đến đây là làm dịch vụ là che phun mài. Nhưng mà sau khi đến đây rồi là trẻ ra tới 5-10 tuổi, chị rất là tự tin với đôi mắt chị ngày hôm nay. Về nhà ai cũng khen, hàng xóm hỏi ủa mặt sửa gì hả, chị mới hỏi là ủa nhìn coi em sửa cái gì, nó không biết sửa gì nhưng mà nhìn sao mà thấy mắt nó đẹp ra. Gõ 2 mí, các chị hàng xóm cứ theo hỏi là làm dịch vụ gì. Thì lúc đầu là các chị không biết là mình làm cái gì, đến lúc mình nói ra là mình treo khuôn mài thì các chị mới biết. Thì các chị hỏi là làm ở đâu, mình cũng có nói là làm tại nhà Malaysia. Ở đây dịch vụ rất là hợp túi tiền với người dân lao động. Cắt treo giá 12 triệu nhưng mà chị Mai giảm còn 6 triệu.